Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, mới đây cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giải cứu thành công hai mẹ con bị lừa bán sang Trung Quốc sau hơn 5 năm do tin lời dụ dỗ của một người trong xã. Tuy nhiên, điều khiến người ta không khỏi xót xa đó là để có thể sống sót và bảo vệ con gái, người phụ nữ đã phải chấp nhận làm vợ chung của nhiều người đàn ông. Gần một tháng kể từ thời điểm được giải cứu từ Trung Quốc trở về Việt Nam an toàn, chị S, 31 tuổi, vẫn chưa tin có ngày được trở về, đoàn tụ với gia đình. Giọng run run, chị S kể về phút mềm lòng, khiến bản thân mắc bẫy và rơi vào địa ngục trần gian. Năm 2014, chị lấy chồng sinh sống tại xã Cư Cờ Bang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Thời gian này chị quen biết Hoàng Thị Lên, ngụ cùng xã. Sau Tết Nguyên đán năm 2018, Lên rủ chị đi Cao Bằng thăm quê người này. Tin tưởng người phụ nữ cùng xã, chị S nhận lời, bế con gái nhỏ cùng đi. Khi tới Cao Bằng, mẹ con chị được đưa lên một chiếc xe tải, vượt biên sang Trung Quốc. Thời điểm này biết bản thân đã bị lừa bán, nhưng chị không biết cách nào để liên lạc với người thân, vì điện thoại và các vật dụng cá nhân đều bị tịch thu. Ở Trung Quốc, chị bị bán làm vợ một người đàn ông lớn tuổi. Mỗi ngày chị phải lên nương rẫy, làm lụng từ sáng sớm đến tối mịt mới được về. Dù sinh được một người con cho người đàn ông này, chị vẫn thường xuyên bị ngược đãi. Đến khi con được ít tháng thì bị chồng bán cho một người đàn ông khác. Chị S hiểu ra rằng những người này muốn đưa chị về chỉ vì mục đích sinh con cho họ, nên chị lặng lẽ tìm cách ngừa thai để không sinh con nữa. Cứ vậy, không chỉ bị đối xử thậm tệ, bóc lột sức lao động, chị bị bán sang tay cho tổng cộng 5 người đàn ông. Nói về lý do không bỏ trốn, chị S nghẹn ngào cho biết, vì thương con gái nhỏ, nếu trốn mà bị bắt lại, cả hai mẹ con sẽ khổ sở vô cùng, nên chị phải ngậm đắng nuốt cay, gồng mình chịu dày vò tủi nhục. Tháng 8 vừa qua, chị S may mắn có được một chiếc điện thoại có kết nối Internet. Chị tìm cách liên hệ với người em gái ở Đắk Nông. Hai chị em bàn cách báo công an, cầu cứu lực lượng chức năng giải cứu, đưa cả hai mẹ con về nước. Sau đó, em gái chị S làm đơn trình báo công an tỉnh Đắk Lắk. Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an lập tức vào cuộc điều tra. Đến ngày 17 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai giải cứu thành công hai mẹ con, đưa về đoàn tụ với gia đình sau 5 năm xa cách. Chị S tâm sự, cùng con gái đặt chân về Việt Nam, tôi ngỡ mình đang mơ. Tôi ôm lấy người thân trong gia đình òa khóc. Nếu không được công an và bộ đội giải cứu, không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cảnh khổ cực nơi xứ người. Tôi mong mỗi người phụ nữ đều tỉnh táo, không nghe lời ngon ngọt để bị lừa như tôi. Đối tượng Hoàng Thị Lên, 38 tuổi, người dẫn dụ chị S để lừa bán sang Trung Quốc đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán người. Bước đầu, Lên khai, thông qua mạng xã hội, đối tượng quen biết một người phụ nữ tên là Cơ, sinh sống tại Trung Quốc. Năm 2018, Cơ trao đổi với Lên về việc có một người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam và muốn Lên giới thiệu. Sau đó, Lên đã dụ dỗ lừa bán hai mẹ con chị S sang Trung Quốc. Lên được trả thù lao khoảng 18 triệu đồng. Cũng chung cảnh ngộ bị lừa bán sang Trung Quốc khi nhẹ dạ cả tin, nhận lời yêu qua mạng xã hội Facebook. Một cô gái trẻ dân tộc Mông, trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đã bị người yêu cấu kết với các đối tượng xấu, lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, nhưng đã may mắn có thể chạy trốn trở về. Trước đó, ngày 11 tháng 7, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đơn trình báo của chị LTM, 20 tuổi, dân tộc Mông, trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, về việc mình bị một nhóm đối tượng lừa sang Trung Quốc để bán. Căn cứ vào đơn trình báo của nạn nhân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã vào cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 28 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triệu tập các đối tượng có liên quan, gồm Thảo A Dơ, 35 tuổi, trú tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Sùng A Xì, 50 tuổi, trú tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, và Hoàng Thị Duyến, 32 tuổi, trú tại xã Mường Vi, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận khoảng giữa tháng 5 năm 2023. Qua điện thoại, Hoàng Thị Duyên thống nhất thỏa thuận với một người đàn ông Trung Quốc tên là Bao về việc tìm đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán. Sau khi thỏa thuận thống nhất với Bao, Duyên đã điện cho Sùng A Xì bảo Xì đi tìm phụ nữ Việt Nam để đưa sang Trung Quốc bán. Sùng A Xì nhất trí và điện thoại bảo Thảo A Dơ đi tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán. Xì nói với Dơ mối đưa người sang Trung Quốc bán lấy chồng. Mỗi người phụ nữ đi Trung Quốc lấy chồng sẽ kiếm được khoảng 10-20 triệu đồng. Thông qua Facebook, Dơ quen biết Mờ, bắt đầu tán tỉnh yêu đương và nói muốn lấy Mờ làm vợ.
Ngày 10 tháng 7, Dơ điện thoại rủ Mờ lên Lào Cai thăm nhà và nói rằng gia đình mình có cửa hàng bán quần áo bên Trung Quốc. Sau đó, Dơ đi xe máy đón Mờ đưa lên Lào Cai và liên lạc với đồng bọn để làm thủ tục đưa sang bên kia biên giới bán. Khi đã làm xong giấy tờ, Duyến đã trực tiếp đưa Mờ xuất cảnh sang Trung Quốc, bàn giao cho Pao. Khi đến tới phòng trọ của Pao tại huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, Mờ đã phát hiện là mình bị lừa bán. Lợi dụng sơ hở, Mờ đã trốn về Việt Nam và làm đơn tố giác các đối tượng lừa bán mình. Căn cứ vào đơn tố giác của chị Lý Thị Mờ và kết quả điều tra, ngày 31 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vì tin tưởng người quen sẽ giới thiệu việc nhẹ lương cao, một cô gái đã bị lừa bán, ép vợ hờ trong một gia đình Trung Quốc 11 năm. Nhưng vì cuộc sống quá khổ nơi đất khách lại bị gia đình chồng đối xử tàn độc, cô gái tìm cách bỏ trốn và may mắn sau đó được giải cứu trở về. Ngày 14 tháng 4, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Công an thành phố Móng Cái, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tiếp nhận chị NTN, sinh năm 1990, quê ở Quảng Nam, bị lừa bán sang Trung Quốc. Trước đó vào ngày 12 tháng 4, qua đường dây nóng hợp tác quốc tế, Công an thành phố Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc lực lượng chức năng Trung Quốc đã phối hợp giải cứu thành công nạn nhân N, đề nghị Công an thành phố Móng Cái hỗ trợ tiếp nhận nạn nhân về Việt Nam theo quy định. Được biết, vào năm 2012, chị N khi đó 22 tuổi, bị một số đối tượng cùng địa phương hứa hẹn sẽ đưa ra Hà Nội và sắp xếp cho một công việc lương cao. Do thiếu hiểu biết và tin tưởng đồng hương, chị N bị các đối tượng dẫn qua biên giới và bán cho một người đàn ông Trung Quốc ép lấy chồng. Đến năm 2021, do gia đình nhà chồng thường xuyên gây thương tích, chị N bỏ trốn. Được một người phụ nữ Trung Quốc cưu mang, giới thiệu cho một công việc tạm thời, chị N tìm cách để liên hệ về gia đình. Khoảng cuối năm 2022, chị N tự mày mò được cách cài đặt và sử dụng ứng dụng mạng xã hội. Chị tìm và tham gia các hội nhóm, mua bán, trao đổi thông tin của người Quảng Nam để đăng bài nhờ tìm thông tin người nhà. Bài đăng của chị N được nhiều người quan tâm, chia sẻ rộng rãi, có người còn nhiệt tình tìm về địa chỉ của gia đình chị N. Nhờ đó mà sau 2 ngày đăng bài, chị N đã liên lạc được với người nhà, gửi được vị trí của mình ở Trung Quốc cho người thân. Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, khởi tố vụ án mua bán người, truy xét bắt giữ được nhóm đối tượng lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, hiện đang tiếp tục tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân bị nhóm đối tượng lừa bán. Nhận được các thông tin gia đình chị N cung cấp, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Đối ngoại Bộ Công an trao đổi thông tin, đề nghị lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu nạn nhân. Đầu năm 2023, chị N được Công an tỉnh Sơn Tây Trung Quốc giải cứu chăm sóc. Nhận được đề nghị của phía bạn, Công an thành phố Móng Cái đã nhanh chóng báo cáo, trao đổi với các đơn vị có liên quan để tiếp nhận nạn nhân. Ngày 14 tháng 4, chị N được Cục Công an thành phố Đông Hưng Trung Quốc bàn giao cho Công an thành phố Móng Cái. Công an thành phố Móng Cái đã phối hợp hoàn thiện các thủ tục về nước cho chị N và bàn giao nạn nhân cho Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ đưa nạn nhân về với gia đình. Qua những vụ việc nói trên, cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái không nên tin tưởng vào những lời dụ dỗ của kẻ xấu, để rồi đến khi hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.